chọc tay nó quá. Nói chung là có những người ở Việt Nam họ gửi sang xin tiền bác, bác không có tiền cho, bác mượn tiền để mà bác gửi giúp cho họ. À, bác không có nhiều lắm phải không? À, nhiều chứ đừng có kể hết, tại vì bác kể ba trường hợp đủ. Bác kể hết. Đúng rồi. Còn tôi nữa thì má có chết đó, tôi mượn bao nhiêu cũng biết, trả hoài cũng được, trả lời cũng cho vốn không nổi đó, để tôi gửi về cho. Rồi con nhớ bác còn giúp bên chùa. À còn chùa thôi khỏi nói nhiều. Rồi các con nhớ bác còn giúp cái đám ca phước còn. Hả? Ca phước còn cũng gửi nhiều lần. Thì gửi về lá thiêu khiếp tật. Dạ. Rồi sau này gửi chỗ ông gì mà mù á, tôi quên rồi. Có ông Thái Văn Hợp không? Hả? Phải ông bạn đạo ở Sóc Trăng có nhân hợp. Ông không có, cô ở đâu tôi qua trong Sài Gòn á. Họ đạo gì đó. À nhớ rồi, cái đá mà mù ở Sài Gòn. À đó. À. Tôi gửi cho quần áo một chỗ nào để biết có kỳ cô về 150 kg quần áo đó. Dạ. Quần. Thôi bây giờ nói chuyện. À giờ nói thơ. À dạ. Đó thì nhờ cái thơ ông đó. Cái thơ đó ông kêu bằng Cao Minh Thiền Sư, yeah. Năm mà đại học Quỳnh Bình Bỉ đó, tôi nhớ không? Yeah. Thầy cho bức ấm nàng. Sau tôi mở ra tôi qua tôi thấy, ủa cái bài thơ này hay quá. Cái tôi cất đó, tôi về nhà tôi học cho bằng thuộc mới nghe. Yeah. Cái tôi xuống nhà thầy, tôi kể cho thầy nghe bài thơ. Vì có chữ Mai Dương á, yeah. Thầy hồi xưa sao có Mai Dương thầy. Thầy nói đâu cũng có, hầu đó ít, bây giờ còn nhiều nữa không? Bài thơ đó như thế này. Mà tôi có cái tật, tôi thấy hay là tôi gặp ai tôi kể nấy à. Dạ, tôi nói gì 10 người, tôi kể 10 người. Thí dụ, người nào mà hiểu được, học cũng được 2-3 người. Không, chứ mình làm thích mình để muộn. Phải cái bài mà hỡi người quyết chí đến Tây Phương. À, hỡi người quyết chí đến Tây Phương, đường đạo thẳng băng có một được. Nhớ trước định tâm và định tấm, quên sau ai ghét với ai thương. Mắt nghiền chẳng thấy điều phi nghĩa, tai tránh đừng nghe tiếng mị thường, cứ việc lưỡi đầu đi thẳng tới mới tường phương pháp chế Mai Dương. Đó, tôi hỏi thầy chữ Mai Dương, thầy nói sau này bác sẽ thấy Mai Dương còn nhiều hơn nữa, hầu đó là ít đó. Tôi nói ủa hồi xưa cũng có Mai Dương hả thầy? Thầy nói tôi nghe, thầy nói bác thuộc thầy vậy. Tôi nói dạ con thuộc thầy, con thích nhờ hai câu này, nhớ trước định tâm và định tánh, quên sau ai ghét với ai thương. Con thực hành hai câu đó thì con vẫn vui. Thầy biết con nấu cơm phụ với cô kia đó. Bác thì chơi mặn, bác thì chơi ngọt, bạc chơi lạc, chơi đủ thứ đó. Rụng người thì nói con hà tiện ăn chay mà mua đồ ít, thầy có đâu có tiền. Mà nó bởi ghét con cũng được thương, con được con nhờ hai câu đó thì mà cũng sống được tới gì. Rồi mấy bác đó hồi đó thì đông. Hồi đó cái thời đó là có thiện đường Sulika rồi đúng không? À, có cái nấu đồ ăn. À, thì bây giờ mấy bác đó đó bác còn nhớ ai sống ai chết không? Anh nhớ. Ủa không nhớ. Chết thì tôi nhớ. Thì có ai chết chứ? Thì bác Vinh nè. Bác Thành. Ừ. À bác bác Quế Bắc. Ừ. Bác Quế Nam. Ừ. Đó vậy thôi. Bác Quỳnh còn, còn, Trai còn sống giờ chỉ Quỳnh, có bà Tư thôi. Giờ bác Quỳnh Trai cũng đi rồi nè. Hả? Bác Quỳnh Trai. Bác Bá đó. À bác Bá. Ừ. Bác Bá còn. À. Với bác Tư. Bác Trai. Bác Tư giữ Hồng Châu. Bây giờ còn bà Tư. Bà Tư, bác Bá. Bác Bá gái. À. Dạ. Cũng còn mấy bác. Chết hết 7 người rồi. Dữ bạn tạm đạo chết 7 người. Ok, thôi. Buồn quá, mình nói về chuyện thơ tiếp đi. Bác nhớ bài thơ nào bác thích nhất nữa? Dạ, tôi cũng thích bài thơ này nhất đó. Bài thơ thầy để nói sau ha. Dạ. Nói trước cái này. Tôi thích cái bài thơ mà hồi năm 1968 á, là mẫu thân đó. Cái ở chùa Tam Tông Miếu á, là ở đường gì tôi quên. Cái mẹ con âm về đàn thơ đó, có một ông gì nhỏ nhỏ tôi quên rồi, ông gì ta, cái ông cũng như là thầy chùa phải không? Không phải thầy chùa, cũng như đồng tử, đồng tử có 13 tuổi à, mà cũng bạn áo dài được khăn đóng rồi đàng hoàng. Cái trong chùa Tam Tông Miếu nam bên nữ bên ngồi đọc kinh lên hết cao đài hả?
Dạ, cái đó anh Tùng Miếu cô tôi. Chứ phải cao đài hả? À. À, tôi nhớ là Minh Lý. Minh Lý, đúng rồi, bác B. Hả? Giống ông B đó. À, đó Minh Lý đó. Dạ. Đó cái thì bên nam bên nữ đó, ngồi đọc kinh xong rồi. Cái thì cái ông đồng tử đó, ổng mới đốt nhà ông rồi, ổng lại ông giá rồi. Ổng mới làm thơ. Mẹ bằng anh xuống thơ. Ở trước mặt ổng có cái mâm gạo vuông dứt lớn vậy nè, mà trên tay ổng có một cái tre, cái tre không, cái tre mà có cái mắt, chừa cái mắt lại để ổng viết á, dài bằng hai ngón tay này vậy, dài cả nửa thước, ổng cầm gì cái ổng viết nương nay nhẹ gió ráo ràng trung, để ít vần thơ nhắc nhở cục khuyên khách thiện nam cùng tính nữ đồng lòng tu học để mà thành công. Phớt ta phớt. Cô hiểu câu này không nha? Trung giảng pháp lòng không nhân ngã. Tôi hiểu câu đó mà tôi nói cho nhiều người nghe đó. Cô biết câu đó không? Yeah. Trung giảng pháp là gì? Là hạn hà sa số pháp. Phải không? Mình đừng có chấp, đừng có nói anh theo đạo Cao Đài, tôi theo Hòa Hảo, người chơi chúa này nọ là tôi nó hay nói anh Lan nhiều cái đó đó. Lan nó còn chấp, nhưng mà mình cũng thương nó là nít mà cô biết không? Lòng không nhân ngã làm nên ngôi bát nhã bồ đề, nhất tâm hoài bước lộn về, thể thân lành mạnh hầu kề ngọc kinh. Phước ba phước, đạo ngồi nhiễm dọn mình tu học, sâu rộng rồi vàng ngọc đâu so, dài căm hôm sớm tìm mò, sáng soi đường lối mà dắt dò nhau đi. Cái này tôi còn có đó. À, cô không biết gì tôi chỉ cô nghe. Dạ. Cô, tôi không biết cô nói là tôi nghe. Dắt dò nhau đi. Tỏ chứng được á, câu này hay nữa này nha. Tỏ chứng được thì vô vi đắc đạo. Hồi giờ cứ nghe họ nói vô vi là thế này, thế nọ thế kia. Cớ là có là Quan Âm cho bài đó đó, thấy không? Tỏ chứng được thì vô vi đắc đạo. Lòng luôn luôn hoài bảo đến cùng. Rồi mình thoát được lâu lung, biết rằng cũng thế, cáo chung mọi đường. Dở dang rồi sao mới tỏ tường cơ nghiệp, hãy chung công, chung của, chung tâm, thủy chung một mực, giữ gìn đạo trung. Trọn lòng lâu nấu nung chí hướng, thành thật nhau tin tưởng Phật trời, tài bồi xây dựng con người, đức tâm dung đắp cho cuộc đời văn minh. Thấy không? Cái đức dân cần vậy còn hết rồi. Cô biết không? Bài này hay lắm á cô. Ai mà hiểu được cái nào thích đọc lắm á. Thiệt á. Đức công này cô thấy không? Cô với cậu Hoàng cũng có đức mà cũng có công. Thấy không? Làm bao nhiêu năm mang tiếng mang tăng. Đức công này dung đất cuộc đời với văn minh. Thế bây giờ văn minh nè. Đức công dung đất cho cuộc đời văn minh. Lập chế độ, lấy mình rồi lấy bạn, thấy không? Pháp môn gìn, tánh mạng song tu. Quyền danh là đám mây mù, minh tâm kiến tánh là trần tù lánh xa, hay không? Lý nào để bỏ qua cơ hội, đạo Quỳnh khai sáng tỏ cứu đời. Tôi đố cô đạo Quỳnh là đạo nào? Đạo Quỳnh là đạo trời, tôi xuống nhà tôi hỏi thầy á cô. Tôi đọc hết bài đó nghe, rồi tôi nói với chị đạo Quỳnh. Thầy nói bác không biết anh, dạ con nó biết, con tưởng đạo Quỳnh vô sổ. À, thầy nói không phải. Đạo già. Chữ Quỳnh đó là cái cờ Quỳnh. Cái cờ của Phật đó là cái màu nu nu là màu Quỳnh. Bác biết màu Quỳnh không? Thì nhỏ lớn ai biết màu Quỳnh ra sao? Màu Quỳnh là màu vàng chứ không khác hả? Không phải màu vàng hả? Ừ, à, thầy nói cũng màu nu nu nói vậy. Đó là đạo Quỳnh khai sáng tỏ cứu đời, phô trương tỉnh giấc khắp nơi. Phô trương tỉnh giấc ngừ ngừ, đó là giờ chùa, chùa Pháp đó con. Phô trương tỉnh giấc ngừ ngừ, bài nhiều phương tiện cho khắp nơi tu hành, à, nhiều chỗ lắm. Dung chứ lấy thì nhân sanh bất khổ, thấy không? Dung chứ lấy thì nhân sanh bất khổ, còn khoan hòa thì đi đến chỗ thảnh thôi. Hạnh tu khắc giới tục đời, giới quy dạng giữ mà Phật trời ban ơn. Câu này tôi phải nói cô nghe nè, cô nhịn cô mới thì chí mới thoát cơn hỗn loạn, kiên gan cùng chúng bạn vượt qua,
cố tình mới thấy hôm qua nghĩa nhân giúp đỡ mà lại qua lúc nghèo ta bây giờ có thấy chưa? Thấy không cô làm được thì tôi cũng mừng, thấy không? Dạ, mình cũng chưa qua lúc nghèo. Không, cô đâu phải, cô đâu có nghèo. Dạ thì ta chứ cô có tiền cô giúp này kia đậu hoàng ra câm đi gì thử coi cậu không tu cô kêu ổng đi ổng đâu có đi. Dạ thấy không? Dạ giúp đỡ em cô ha. Dạ, hết bài thơ tôi, chưa tôi hát hết bài thơ chưa qua lúc nghèo là hết chứ còn nữa đó, dạ còn bài nữa biết bài gì quên không? Thôi ba bài thơ thôi đọc hai bài rồi hai mấy bài rồi hai bài rồi hai bài nữa xong rồi hỏi chuyện khác bác chứ mà đọc thơ không nhiều quá mình không bao giờ đi chuyện khác thôi bác đọc bài thơ thầy cho bác còn nhớ không hả bài thơ thầy nhớ bài thơ thầy cái bữa đó tôi để tôi nói chứ có đầu có đuôi nha dạ. tôi cũng rủ Quynh đi nữa thì đọc Quynh nào đâu thầy cũng thương thấy không như là Bắc Dạng đó Bắc Lanh cũng tôi mới qua mà đã qua lâu rồi cái tôi rủ nó xuống thầy nữa rồi nó đi xuống thành thầy thiệt không có nói xin thơ nhưng mà mới xuống tới thầy đang ngồi trong ghế đó thầy nói chuyện với bác Quynh cái thầy kêu bê à mày vô phòng thầy mày lấy tờ giấy với cái viết đem ra đây cho thầy cái cô bê vô lấy ra ổng viết thơ tôi viết xong 26 câu cái ổng nói cho bác nè trời ơi đọc rồi trên nước mắt nó chạy xuống quá trời luôn mà lúc đó bác phải nói họ tên thầy cho tên là có nói tên chứ mà lúc đó thầy hỏi tên bác Trần Thị Sử là thầy mới viết thầy thơ phải không à thầy hỏi tên Trần Thị Sử thầy biết tên lâu rồi thầy nãy nè cái thầy viết Trần Thị Sử Trần Hoàng không là chị thật đáng khen không cái bài đó là của ông khác mà à bài đó của ông khác ừ chứ bài mà Trần Thế Trái à Trần Thế Trái Trêu Mùa Tụ Quỷ hà đó của thầy á đó thì nó cái bài của thầy bài kia cũng của ông Ôn Hòa Hiệp Trần Thế Trái Trêu Mùa Tụ Quỷ Thị Hòa thầy cũng như thầy đi trong ruột tôi vậy đó nghe không tôi có nhiều tâm sự buồn lắm đó không mà chồng chết mà nuôi 9 đứa con trời ơi nó bị nặng bị nhẹ bị này bị kia nè nấu mấy ông này đi nhật tôi cũng teo luôn teo ra rồi bác bất kể thì nghe hay bác kể thì nghe rồi Trần Thế Trớ Trưa Mùi Tục Lũy Thị Hòa Tâm Sự Tự Tầm Suy Sự Lưu Tâm Giác Trong Đường Đạo Khổ Cảnh Trần Ai Chuyển Kịp Thì Họp Thi Sửa Tánh Tu Nghi Cảnh Đời Tạm Bỡ Ta Thì Giải Tâm Chẳng Còn Mến Của Mừng Thầm câu đó tôi mừng quá cô chỉ còn mến đạo tự tầm đường đi quân bình tâm thức tự ghi sửa mình tiến hóa tâm thì mới an trong tâm có sẵn đạo tràng khai màn tự thức dọn đàn tự đi cha trời hỗ trợ khắc ghi tâm quan chiếu hộ trì tâm con thực hành giữa cảnh núi non lý không làm đích chẳng còn si mê thức tâm muốn trở rộng vời quê xưa chốn cũ là quê hương của hồn minh biết cảnh sinh tồn hồn là bất diệt quy hồn đến nơi ban hành luật pháp của trời giác tâm thức tỉnh mà đời đời dựng xây chẳng còn phiền muộn gió mây ngày ngày thức giác ngày ngày tiến lên bền tâm dưỡng trí tạo nền trong đời có đạo tạo nền tảng căn bác đọc mỗi ngày bác nhớ hay sao mà sao con không có nhớ ngày thơ của thầy đó.